Bây giờ Như Lai dùng mắt trí huệ thanh tịnh không chướng ngại, quán các pháp giới tất cả chúng sinh mà nói rằng: lành thay, các chúng sinh này sao đầy đủ trí huệ Như Lai mà ngu si mê hoặc chẳng biết chẳng thấy. Ta sẽ dạy họ tu thánh đạo, khiến cho họ vĩnh viễn lìa khỏi vọng tưởng chấp trước, tự ở trong thân mình thấy được trí huệ rộng lớn của Như Lai bằng với Phật không khác. Liền dạy chúng sinh đó tu tập thánh đạo, khiến cho lìa vọng tưởng. Lìa vọng tưởng rồi sẽ chứng được vô lượng trí huệ của Như Lai, lợi ích an lạc tất cả chúng sinh. Phật tử, đó là tướng tâm thứ 10 của Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Bấy giờ Như Lai dùng mắt trí huệ thanh tịnh không chướng ngại, quán sát khắp pháp giới tất cả chúng sinh mà nói rằng: lành thay, những chúng sinh này sao đầy đủ trí huệ Như Lai mà chẳng biết, thật là ngu si mê hoặc, cũng chẳng biết, cũng chẳng thấy. Ta sẽ dùng pháp môn thiện xảo phương tiện để giáo hóa họ tu tập thánh đạo, khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi vọng tưởng chấp trước, khiến cho họ tự ở trong thân mình thấy được trí huệ Như Lai rộng lớn, để cho họ biết rằng mình bằng với Phật không khác. Như Lai lập tức dạy tất cả chúng sinh đó tu tập thánh đạo, khiến cho tất cả chúng sinh lìa tất cả vọng tưởng, lìa khỏi tất cả vọng tưởng rồi sẽ chứng được vô lượng trí huệ của Như Lai, lợi ích an lạc tất cả chúng sinh. Phật tử, đó là tướng tâm thứ 10 của Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Phật tử, đại Bồ Tát nên dùng tướng rộng lớn vô lượng vô ngại không thể nghĩ bàn như vậy để biết tâm của Như Lai, ứng chánh đẳng giác. Các vị Phật tử, đại Bồ Tát nên dùng tướng rộng lớn vô lượng vô ngại không thể nghĩ bàn như vậy để biết tâm ý của Như Lai, ứng chánh đẳng giác. Bấy giờ đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại rõ nghĩa ở trên mà nói kệ rằng: lúc đó đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn tường thuật lại ý nghĩa kinh văn vừa nói ở trên, bèn dùng kệ để nói: muốn biết tâm chư Phật, hãy quán trí huệ Phật. Trí Phật không chỗ nương, như không chẳng chỗ nương. Chúng sinh muốn biết tâm của mười phương chư Phật, hãy quan sát trí huệ của chư Phật. Trí huệ của Phật chẳng có chỗ nương tựa, mà hay sinh ra nhất thiết chủng trí giống như hư không, hư không cũng chẳng chỗ nương tựa. Chúng sinh đủ thứ vui và các phương tiện trí đều nương trí huệ Phật, trí Phật chẳng chỗ nương. Chúng sinh có đủ thứ sự vui thích và tất cả phương tiện trí huệ đều nương tựa vào trí huệ của Phật mà có, nhưng trí huệ của Phật chẳng chỗ nương tựa. Thành văn và độc giác và chư Phật giải thoát đều nương vào pháp giới chẳng tăng giảm. Hết thảy tất cả thành phần và độc giác đó là bậc thánh nhân hàng nhị thừa, và pháp môn giải thoát của chư Phật đều nương tựa pháp giới mà sinh, nhưng pháp giới không tăng không giảm. Trí Phật cũng như vậy, sinh ra nhất thiết trí, không tăng cũng không giảm, không sinh cũng không diệt. Trí huệ của Phật cũng như vậy, hay sinh ra nhất thiết trí huệ. Trí Phật là mẹ của nhất thiết trí huệ, nhưng trí Phật vốn không tăng không giảm, không sinh không diệt. Như nước ngầm dưới đất, ai đào đều được nước, không nghĩ cũng vô tận, công lực khắp mười phương. Giống như nước ngầm chảy ở dưới lòng đất, bất cứ ai đào giếng cũng đều lấy được nước, nhưng nước chẳng nghĩ rằng tôi phải lợi ích chúng sinh nào đó. Lợi ích của nước vô cùng vô tận, công dụng và sức lực của nước khắp cùng mười phương. Trong phẩm này nói về nước gió lửa bàn nạn, khi bắt đầu có nạn nước thì sẽ ngập chìm 3.000 đại thiên thế giới. Do đó có câu: nước ngập sơ thiền, lửa thiêu nhị thiền, gió thổi tam thiền. Oai lực của nước không thể nghĩ bàn, oai lực của lửa cũng không thể nghĩ bàn, oai lực của gió càng không thể nghĩ bàn. Ba nạn lớn này có thể hủy diệt tất cả thế giới. Chúng ta ở trên thế giới này phải mau tu hành, đừng chờ đợi nữa. Lúc còn trẻ chẳng tu hành, đợi đến lúc tóc bạc mới tu hành thì e rằng lúc đó chẳng còn kịp nữa. Do đó có câu: đừng đợi đến già mới tu đạo, mộ phần đầy rẫy kẻ thiếu niên. Thanh niên cũng mau chết đi, quỷ vô thường chẳng màng già trẻ, đến thời chào khách sáo, đến bắt xem, xuống gặp vua Diêm Vương. Do đó có câu: dương gian không già trẻ, âm gian thường gặp nhau. Các vị hãy chú ý, thời gian rất là quý báu, một tấc thời gian là một tấc mạng sống. Đừng tùy tiện để thời gian trôi qua lãng phí. Đợi đến khi ba nạn lớn xảy đến, chúng ta có chịu được chăng? Bây giờ lúc còn trẻ phải phát tâm tu hành, đừng đợi đến ngày mai mới tu hành. Hôm nay tu hành thì mới là thượng sách. Có người nghĩ hôm nay không tu hành, đợi ngày mai mới tu hành.
Ngày mai lại đợi ngày mốt, đợi tới đợi lui, cho đến đầu bạc mắt mờ tay điếc dòng dụng, đến lúc đó mới nghĩ tới tu hành thì thân thể hết chịu được nữa, tứ chi chẳng còn linh hoạt, lúc đó khổ không cách nào tả hết được. Các vị phải biết chúng ta ở trên thế gian này giống như cá thiếu nước, chẳng còn thời gian bao lâu thì hơi thở sẽ chấm dứt. Do đó có câu, ngày nay qua rồi mạng sống cũng giảm dần, như cá thiếu nước nào có gì vui. Đại chúng hãy siêng tinh tấn, như cứu đầu lửa cháy, hãy nhớ vô thường đừng có phóng dật. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay vẫn chưa biết tu hành, sinh ra rồi chết đi, chết đi rồi sinh ra, như vậy sẽ khiến cho chúng ta đau lòng. Tại sao đến bây giờ còn muốn chờ đợi, chẳng chịu tu hành? Các vị hãy nghĩ xem, thời gian chẳng đợi chúng ta, nháy mắt thì chấm dứt một đời. Chí Phật cũng như vậy, khắp trong tâm chúng sinh, nếu ai siêng tu hành, sớm được trí quang minh, trí huệ của Phật cũng như vậy. Khắp cùng trong tâm của tất cả chúng sinh, nếu có người siêng tu hành Phật đạo, thì sớm sẽ chứng được trí huệ quang minh của Phật. Như dòng có bốn châu, sinh ra vô lượng báu, để ở chỗ thâm mật, người phàm không thấy được. Giống như Long Vương có bốn bảo châu, bốn thứ bảo châu đó hay sinh ra tất cả châu báu. Long Vương cất giữ bốn bảo châu đó ở nơi bí mật an toàn nhất, phàm phu tục tử không thể nhìn thấy được. Bốn trí Phật cũng vậy, sinh ra nhất thiết trí, người khác không thấy được, chỉ trừ Đại Bồ Tát. Phật có bốn thứ trí huệ cũng như vậy, hay sinh ra nhất thiết trí huệ, phàm phu và hàng nhị thừa không thể thấy được, chỉ có Đại Bồ Tát mới thấy được bốn trí của Phật, đó là thành sở tác trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí. Như biển có bốn báu, hay uống tất cả nước, khiến biển chẳng bị tràn, lại cũng không tăng giảm. Giống như ở trong biển, có bốn thứ bảo châu hay uống các dòng nước trong sông đổ vào biển, lại khiến cho nước trong biển không bị đầy tràn ra ngoài, nhưng nước trong biển cũng không tăng, cũng không giảm. Trí Như Lai cũng vậy, ngừng sóng trừ pháp ái, rộng lớn không bờ mé, hay sinh Phật Bồ Tát. Trí huệ của Như Lai cũng như vậy, hay tiêu diệt sóng tập khí, hay tiêu trừ pháp ái chấp trước. Trí huệ của Phật rộng lớn chẳng có bờ mé, hay sinh ra tất cả Như Lai và tất cả Bồ Tát. Phương dưới đến hữu đỉnh, sắc giới vô sắc giới, tất cả nương hư không, hư không chẳng phân biệt. Từ nhân gian ở phương dưới cho đến phương trên có cõi trời hữu đỉnh, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tất cả ba cõi này đều nương hư không mà trụ, nhưng hư không chẳng có tâm phân biệt. Thành văn và độc giác, chúng Bồ Tát trí huệ đều nương nơi trí Phật, trí Phật chẳng phân biệt. Thánh nhân thành văn và thánh nhân độc giác cùng với chúng Bồ Tát trí huệ đều nương trí huệ của Phật mà trụ, nhưng trí huệ của Phật chẳng có phân biệt. Núi tuyết có dược vương tên là vô tận căn, hay sinh tất cả cây, rễ thân lá hoa quả. Ở trên đỉnh núi tuyết có cây đại dược vương tên là vô tận căn, hay sinh ra tất cả rễ thân cành lá hoa quả của tất cả cây. Trí Phật cũng như vậy, sinh trong giống Như Lai, đắc được Bồ đề rồi lại sinh Bồ Tát hạnh. Trí huệ của Phật cũng như vậy, ở trong giống Như Lai sinh ra, về sau đắc được Bồ đề giác đạo rồi lại sinh ra Bồ Tát hạnh. Như người cầm cỏ khô ném vào trong kiếp lửa, kim cang còn bị cháy, cỏ khô tất phải cháy. Giống như có người cầm cỏ khô ném vào trong kiếp lửa nhất định sẽ bị cháy, cho dù đá kim cương ném vào trong kiếp lửa cũng sẽ bị cháy, hà huống là cỏ khô, không thể nào không cháy. Ba đời kiếp và cõi cùng chúng sinh trong đó, cỏ khô cho không cháy, trí Phật biết tất cả. Kiếp ba đời và cõi ba đời cùng chúng sinh ở trong đó đều bị kiếp lửa thiêu sạch, cỏ khô đó có thể cho rằng không cháy, nhưng trí huệ của Phật biết hết tất cả, chẳng có gì mà không biết. Có gió tên tán hoại, hay hoại cõi đại thiên, nếu không gió khắc ngân, hủy hoại vô lượng cõi. Khi ba ngàn đại thiên thế giới sắp hoại, thì nổi lên gió lớn, tên là tán hoại, hay thổi bay tàn nát hết sơn hà đại địa của tất cả thế giới. Dù núi thiết vi cũng tan thành bụi, khi có gió năng trướng, ngăn cản gió đó, không để cho hủy hoại thế giới khác. Bằng không, ba ngàn đại thiên thế giới đều bị tán hoại, vô lượng thế giới cũng không thể tồn tại. Gió đại trí cũng vậy, diệt hoặc các Bồ Tát.
riêng có gió thiện xảo khiến trụ bậc Như Lai. Gió đại trí của Như Lai cũng như vậy, hay tiêu diệt vô minh hoặc vi tế của tất cả Bồ Tát. Lại có một thứ gió thiện xảo hay khiến cho tất cả Bồ Tát trụ nơi bậc Như Lai, như có quyền kinh lớn, tượng bằng 3.000 cõi, ở trong một hạt bụi, tất cả bụi cũng vậy, giống như có một quyển kinh lớn, số lượng bằng 3.000 đại thiên thế giới, nhưng để ở trong một hạt bụi, trong hết thảy tất cả hạt bụi đều có quyển kinh lớn như vậy. Có một người sáng suốt, mắt tịnh đều thấy rõ, phá bụi đem kinh ra, lợi ích khắp chúng sinh. Có người thông minh có trí huệ, đắc được pháp nhãn thành tịnh, đều thấy rõ tất cả sự việc, cho nên nhìn thấy trong hạt bụi có quyển kinh lớn, bèn dùng pháp phương tiện phá hạt bụi, lấy quyển kinh lớn ra, lợi ích khắp tất cả chúng sinh. Trí Phật cũng như vậy, khắp trong tâm chúng sinh bị vọng tưởng ràng buộc, chẳng giác cũng chẳng hay. Trí huệ của Phật cũng như vậy, đầy khắp tâm chúng sinh. Tâm chúng sinh tuy nhiên có trí huệ Phật, nhưng bị vọng tưởng chấp trước ràng buộc nên chẳng giác ngộ, cũng chẳng hay biết mình có vọng tưởng chấp trước. Chư Phật đại từ bi khiến họ trừ vọng tưởng, như vậy bèn xuất hiện lợi ích các Bồ Tát. Chư Phật có tâm đại từ bi khiến cho tất cả chúng sinh tiêu trừ vọng tưởng chấp trước, như vậy mới hiện ra trí Phật, hay khiến cho tất cả Bồ Tát đều được lợi ích.